Nét 1. Móc hai đầu. Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu. Đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài. Dừng bút giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3. Nét 2. Khuyết ngược. Từ điểm dừng bút của nét 1, dê bút thẳng lên đường kẻ 6, rồi chuyển hướng ngược lại để viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ 4 phía dưới, dừng bút ở đường kẻ 2 trên.